Cát Tường biết đến Sài Gòn lần đầu tiên khi nào? Và cỡ lớp 6, lớp 7 thì mỗi năm hè ba mẹ đều có chở lên Sài Gòn chơi. Vì lúc đó Tường có dì ruột ở Sài Gòn. Cái ấn tượng của Tường về Sài Gòn đó chỉ có một cái địa điểm là Tường vẫn nhớ hoài, đó là hồ bơi Bình Quế. Thì ba mẹ đưa lên vì nhà dì của Tường là ở Thanh Đa. Và cứ mỗi lần đến cái hồ bơi Bình Quế thì lúc nào cũng nhớ một bài hát là Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai em vào lớp 1 rồi. Nhớ lắm, quên sao được trường mầm non thân yêu, là vì lúc đó con nít. Thì đó là một cái bài hát mà làm cho Tường rất là buồn. Thì mỗi năm hè mới được lên chơi và mới được đi bơi ở cái hồ bơi Bình Quế đó. Mọi người nếu mà được hỏi là lên Sài Gòn mà nhớ cái gì, chắc mọi người sẽ kể ra là hồ con rùa này, nhà thờ lớn hay là Dinh Độc Lập vân vân. Khi mà lớn một xíu nữa thì ấn tượng của các Tường để biết tới Sài Gòn là nhà văn hóa thanh niên. Thì 15 tuổi là lần đầu tiên Tường tham gia cuộc thi liên quan sân khấu tiếng hát sinh viên học sinh toàn quốc, mà lúc đó là Tường là một cái đoàn của tỉnh lẻ ở Vĩnh Long lên thi. Nguyên cái đoàn Tường đi là mười mấy người, nguyên một đoàn luôn, thì không có ai có giải hết á, nhưng mà có mình Tường là được giải khuyến khích. Lúc đó Tường hát bài Cô Bé Dỗi Hờn, cho nên mà khi mà Tường thi cuộc thi đó xong là về tới Vĩnh Long là Tường coi như là vinh quy đấy, level nâng cao. Và sau đó liên tục là Tường thi 2-3 cái cuộc thi gọi là tiếng hát sinh viên học sinh của tỉnh Vĩnh Long là đoạt giải nhất 2 năm liền. Là lý do mình đi thi toàn quốc mà nguyên cái tỉnh mình đi không ai đậu, có mình được giải khuyến khích của toàn quốc à. Thì đương nhiên về tỉnh mình phải là nhất rồi. Cái ấn tượng của Tường rất đẹp về cái nhà văn hóa thanh niên. Lớn là cái Sài Gòn đã mang lại. Sài Gòn đã mang lại cho tôi mà khi lúc còn ở dưới quê á. Tường là sinh ra và lớn lên là ở Vĩnh Long, sau này lên Sài Gòn. Sinh ra là ở Huế, đến 4 tuổi thì mới vào Vĩnh Long. Cùng nguyên một cái thời gian đi học từ mẫu giáo cho đến tốt nghiệp lớp 12 là ở Vĩnh Long. Chính thức mà chạm ngõ và ở luôn và ăn dầm nằm về, ăn lì ở đây luôn là từ năm là 18 tuổi khi bắt đầu thi đậu vào trường sân khấu điện ảnh. Ở cái ngày đó thì một cái cô gái, cứ cho là từ tỉnh lẻ đi, một cô gái ở tỉnh lẻ bước lên đây và thực sự là trở thành một phần của cái đời sống của cái đô thị lớn như thế này. Cái cảm nghĩ của Tường như thế nào khi mình thực sự là sống trong cái sự sôi động của Sài Gòn? Lên Sài Gòn mà để gọi là để học, lúc đó Tường là ở ký túc xá nữa, là một cái công việc coi như là cũng rất là ghê gớm, nhưng mà cũng được trang bị trước đó về những cái kiến thức, cho nên là không có quá ngỡ ngàng. Nhưng mà nói thật, đêm nào ngủ cũng khóc cả. Khóc vì nhiều lý do lắm, nhớ nhà, nhớ người yêu ở quê nhà. Thú vị cái chỗ đó. Mà Tường có cái máy cassette ở trên đầu giường á, mà cái máy cassette hồi xưa là Auto Reverse là nó cứ hát tới hát lui, mà Tường toàn nghe nhạc buồn, không hiểu sao chỉ nghe những cái nhạc mà nó não lòng chứ không có nghe cái nhạc gì nó, mà trong dù lúc đó mới 18-19 tuổi thôi, cứ tới cái bài Dấu Tình Sầu rồi Trời Con Vương Nắng Để Gió Đi Tìm là bắt đầu nước mắt nó khóc mà cắn răng lại khóc, mà khóc hồi tức tưởi luôn. Thứ sáu cuối tuần là lên xe tốc hành, mà hồi xưa đi về quê đâu có dễ như bây giờ đâu. Đi ra cây gõ, bùng minh cây gõ rồi mới đón xe rồi đi về. Rồi sáng thứ hai là lên sớm để mà nhập học. Mà đều đặn như vậy khoảng một năm mấy thì lúc đó mới chính thức hòa nhập được. Và khi mà dẹp cái anh ở dưới quê rồi đó, bắt đầu có anh mới ở có anh mới ở Sài Gòn rồi đó, lúc đó mới cảm thấy ôi Sài Gòn nó thú vị biết bao. Những mối tình mà sinh viên nó lãng mạn, hai đứa chở nhau đi ở cái phố đường Cao Bá Nhạ để mà ăn cái đường bé tiết tèo tèo để đường Cao Bá, tại vì Cao Bá Nhạ là gần trường sân khấu điện ảnh, mà Tường học sân khấu điện ảnh ngay Cống Quỳnh. Thì Sài Gòn lúc đó nó đẹp biết là bao, tại vì có người yêu mà, sao chả đẹp đúng không, mọi người thấy không? Có những lúc giận nhau, có một lần Tường đã đi bộ và khóc ở Sài Gòn từ Phan Phú Tiên là quận 5, tại vì ký túc xá của Tường ở Phan Phú Tiên, ra tới nhà văn hóa thanh niên mà vừa đi bộ vừa khóc chỉ vì là giận người yêu. Thì cái con đường đó nó dài thăm thẳm, cảnh nó buồn qua những con đường có những hàng cây lá rơi rơi. Chắc nó không buồn ở đâu, tại vì dọc đường ấy là shopping rất nhiều, không có thời gian chắc là không còn cái đường để đi bộ nữa. Bây giờ trên thế này nãy giờ buồn quá mà nói chuyện vui chuyện buồn nó quên hết cả việc là mời khách hôm nay phải cụng ly. Rồi chúng ta trong những ngày xuân đúng không? Đấy, nói chung là cái này tôi phải tự trách mình. Chúng ta cùng ly vang nhờ, làm ly vang cho đúng rồi, không khí ngày xuân cho nó ấm nồng thân ái. Rồi, thank you. Nào, cụm ly, giờ tí mình sẽ nói chuyện xuân, chuyện Tết. Chuyện xuân, chuyện Tết, nhiều chuyện lắm. Rượu ngon, phải có bạn hiền. Chúng ta đã nghe Cát Tường chia sẻ về những ngày đầu đến với Sài Gòn. Mặc dù đó là những ngày đẫm lệ, nhưng mà chắc cũng chứa trong đó vui lắm, niềm vui đúng không? Nhất là vui khi mà có được anh người yêu mới. Thật ra cái lệ đó là cái lệ trong niềm vui. Trong những ngày đầu như thế, cho đến bây giờ thì những cái ngày Tết ở Sài Gòn nó có cái gì đặc biệt đối với Tường? Nếu mà nó gọi là những ngày Tết ở Sài Gòn á, thì cái ký ức của Tường nó bắt đầu có từ khoảng năm 2006, cũng 13 năm rồi. Trời ơi, tôi đã ở Sài Gòn này tính ra là đã 20 mấy năm. Lúc đó là Tường đã ra trường và đã làm việc. Tường là diễn tại sân khấu 5B Võ Văn Tần. Tết là Tường là bầu show. Đó, là bầu show diễn kịch. Và những cái ngày trước Tết là Tường
thường ăn dầm mở về trong sân khấu. Lúc đó là show là đóng phim nè, đi tập kịch thì bà con biết không, với nghệ sĩ ăn Tết là ăn Tết trên sân khấu. 28 Tết là mọi người biết, vẫn phúc khảo đến ngày 27, 28 Tết vẫn phúc khảo cái kịch. Và tập là tập tới 3-4 giờ sáng. Thầy Công Ninh, thầy của tôi nói vui là ê, mình tập xong ra mình ăn sáng uống cà phê luôn rồi về. Đó. Nhưng mà về sáng hôm sau là 6-7 giờ là tất bật để đi làm việc tiếp. Nhưng mà những lúc đó vui lắm, cái tình nghệ sĩ rất là vui thưa quý vị. Ăn bánh mì, ăn bánh canh đêm, bánh canh khuya, không ai ốm được hết trơn quý vị. Và đau bao tử hết, nghệ sĩ ăn uống thất thường lắm. Và chơi với nhau vui mà thương yêu nhau lắm. Và tập mà ra được một cái thành phẩm thì thường là 29 là mình sẽ chia tay, tạm nghỉ 3 ngày, 29, 30 và mùng 1. Thì lúc đó Tường tranh thủ, Tường sẽ về quê. Nhưng mà những cái không khí đón xuân của bà con ở Sài Gòn là Tường cảm nhận được hết. Cũng đi mua quà, mua bánh mứt, rồi cũng đi chợ Tết ở nhà văn hóa lao động á, có hội chợ xuân, đi sắm sữa. Rồi bắt đầu là sáng 29 là tất bật về quê thì kẹt xe cứng ngắc. Lúc đó là đi xe tốc hành. Sáng mùng 2 là lên sớm bắt đầu đi diễn. Không khí Tết vui lắm. Sáng ngủ dậy đi la cà, tại sân khấu của Tường chỉ diễn 2 suất chiều thôi. Đi các sân khấu khác chúc Tết nhau, lì xì, dình nhau đánh bài. Có đánh bài đầu năm cho vui lấy lộc rồi vui lắm. Tới sân khấu của anh Phước Sang nè, sân khấu anh Hoài Linh nè, nụ cười mới lúc đó là nụ cười mới nè. Rồi coi như đi tùm lum hết. Người diễn viên sân khấu này qua sân khấu khác, sân này qua sân khấu nọ chơi. Cho đến khoảng tầm 3 giờ chiều Tường mới chạy về lại sân khấu của mình. Và Tường làm bầu show. Mà bầu show thì giữa hai cái show diễn, Tường diễn suất chiều và suất tối là phải có đồ ăn cho anh em nghệ sĩ. Là Tường phải đi mua. Lúc thì bánh mì, lúc xôi, lúc hủ tiếu, rồi chả, rồi cắt ra 30 phần. Đó, rồi ăn uống xong tối diễn xong 11 giờ đêm mấy anh em mới xúm lại xuống dưới đường á, ngồi coi người ta lại đón Tết rồi nhậu. Đó, nghệ sĩ là con đánh bài có nhậu nữa. Đó. Thôi thì vui không? Là rất là vui và đi chơi, nhiều khi đi club, đi bar 2-3 giờ sáng mới về. Đó là những ngày xuân. Đấy là những ngày xuân, đó là bản thân xuân. Là những ngày đấy còn xuân sắc nữa, tức là còn xuân, cái tuổi mình còn xuân nữa để có thể là hăng hái đến như vậy. Bây giờ chắc không nổi đâu. Nhưng mà nhà nào có những năm tháng nào mà không về quê ăn Tết được không? Không, thật ra thì năm nào Tường cũng về, chỉ có là về ít, về ít hay về nhiều thôi. Ở đây và thưởng thức luôn nguyên một cái Tết của Sài Gòn chỉ có mới năm vừa rồi và năm này. À, tại vì mới gần đây thôi. Mới có một năm. Gần. Tại vì năm nay là năm chính thức Tường có nhà ở Sài Gòn. Tường đã mua sau 22 năm lăn lộn tại 23 trời, năm. Tôi nghĩ là 22 năm mà phải có tới 22 cái nhà chứ. Thấy vậy chứ không phải vậy. Trời ơi, bà mẹ đơn thân không chồng nuôi con cực lắm. Khi mà mình đã trở thành một phần của nó rồi, mình đã sống ở trong lòng nó thì trong mắt của Tường thì Sài Gòn là một cái thành phố như thế nào? Phải nói một câu là đất lành chim đậu. Bởi vì càng ở mình càng thấy là nơi nơi đều muốn về Sài Gòn để sống. Vì sao? Có nhiều người không hiểu, nói là ở Sài Gòn cuộc sống cao lắm, sống không nổi đâu. Nhưng mà Tường lại thấy Sài Gòn có thể bao dung tất cả mọi người, mọi thành phần. Bởi vì ở Sài Gòn cũng có những cái người có những cuộc sống rất là cao, coi như thượng tầng cũng có, nhưng mà hạ tầng cũng có luôn. Người dân nghèo họ vẫn sống được ở Sài Gòn. Cho nên Tường thấy là Sài Gòn rất dễ sống và bao dung. Cái sự bao dung của Sài Gòn rất lớn, có thể ôm hết tất cả mọi đối tượng muốn đến sinh sống và lập nghiệp tại Sài Gòn. Cho nên càng ngày còn thấy là Sài Gòn đất chật người đông. Dù khó khăn mà người ta vẫn đến là... Ngay cả trong ngành nghề của Tường, mặc dù Hà Nội là thủ đô, nhưng mà tất cả nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đều muốn vào Sài Gòn để có cơ hội biểu diễn, để có cơ hội để lập nghiệp ở đây. Thì chúng ta hiểu cái Sài Gòn nó màu mỡ như thế nào. Cũng vì Sài Gòn là cái nơi mà người tứ xứ đều đến và là một cái thành phố rất là đông đúc, rất là ồn ào. Có nhiều người ta hay lấy cái bối cảnh cái sự ồn ào đấy để diễn tả về cái sự cô đơn của mình. Tức là nhiều khi mọi người bảo tại sao giữa một cái thành phố 10 triệu người như thế này mà sao tôi không tìm được một người yêu thương tôi. Đây, Tường đã từng, thời Tường đi hát, thời Tường làm ca sĩ, Tường đã rất nhiều đêm chạy xe Honda diễn về mà trời mưa, khóc nước mắt và hai cái lông mi con đậu con bay rớt lên rớt xuống và trong miệng hát nhẩm luôn chứ không phải hát trong đầu. Đường phố muôn màu sao thiếu anh. Mà mỗi lần hát cái câu đó là nước mắt rớt. Mỗi lần Tường khóc như vậy á thì hình dung, anh hình dung ban đêm mà khi mình khóc nước mắt mình nó nhòa thì mình thấy những cái đèn giống như những con đom đóm vậy đó ở cái đường Phạm Hồng Thái bên hông New World đó, là Tường chạy có đoạn đường đó đó. Vì lúc đó hay hát những cái quán bar ở ngoài quận nhất, ban đêm là cái đường Phạm Hồng Thái người ta trải chiếu và người ta ngồi uống trà, hút cái ống dài dài là gọi cái gì ta, thuốc lào. Hút thuốc lào đó. Mà Tường chạy xe đi về là ngang cái đoạn đường đó tự nhiên
nó chớp 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 mờ 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 những cái đèn mà giống như những con đom đóm nó bay bay trong đêm á, và trong đầu là hiện lên đường phố muôn màu sao hiểu anh là tức là đến đấy là cái giai đoạn mà thất tình đúng không? Không, là không phải thất tình mà là không có tình. Thất tình là khác. Cái đó là mình có chơi có chịu. Những cái niềm vui và nước mắt là nụ cười, nhưng có những giai đoạn dài mình trong một cái sự cô đơn, một mình lầm lũi đi hát rồi đi về, ôi nó thê thảm mà cái cảm xúc nó thường xuyên xảy ra. Với cảm xúc mà trào dâng lai láng như thế này thì chắc là phải để cho âm nhạc hỗ trợ thôi. Thế bây giờ tặng Tường một bài hát đi nhá. Ok. Đấy, ai đến với Sài Gòn by Night cũng sẽ được tặng một bài hát. Bài hát phải trúng tâm trạng tôi mới chịu nha. Đã thế thì giấu tên bài hát luôn để cho ca sĩ hát lên xem đúng tâm trạng hay không. Chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát được các nghệ sĩ khách mời của Sài Gòn by Night biểu diễn, những gương mặt rất là thân quen. Và bây giờ sẽ là món quà âm nhạc được ca sĩ Nhi Phan và guitar Minh Trung gửi tặng cho Cát Tường. Sài Gòn ơi, khi nào ta hết chơi vơi, khi nào nỗi nhớ đi ngơi, để tôi kịp yêu nhiều điều mới. Sài Gòn ơi, đừng chôn những giấc mơ dài khờ, vùi sâu những yêu thương từng giờ, để tôi biết tôi vẫn mong chờ. Bỏ lại những vết thương trôi theo ngày cũ,
gạt tàn thuốc xuống, đốt hơi cơn mộng du, lại chơi với làm cánh én nghe nói không trời, lại chơi với làm cánh én lẻ loi khung trời. Xin cảm ơn Nhi Phan, cảm ơn em. Minh.